Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch về nhà mới trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, mỗi khi mà xây dựng được một cái căn nhà mới hay là mua được một căn nhà hoặc là gì, muốn chuyển đến nhà mới, chuyển đến cái nhà mới ấy, thì chúng ta sẽ phải tiến hành một cái nghi lễ, đó là nghi lễ nhập trạch để mà gì? Để mà báo cáo với các bậc thần linh gia tiên, báo cáo với các vị tôn thần đang cư ngụ ở tại nơi đó. Thì ngoài cái nghi lễ là thắp hương cúng bái, cầu khấn, thì cái việc chọn ra ngày lành tháng tốt để mà tiến vào cái khu đất mới đó cũng là một cái điều cực kỳ là quan trọng. Nó quyết định đến cái vận mệnh sang hèn của cả gia đình đó. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để nhập trạch trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024, giúp quý vị gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và bình an. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, để chọn ra ngày tốt nhập trạch thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị có thể mở trang 180 của quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư thì nó có 41 tiêu chí để chọn ra một ngày tốt nhập trạch. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt này. Và để sở hữu cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không phải nhờ bất cứ một ai. Đó. Ngay sau đây chúng ta cùng bước vào tìm ra những ngày lành tháng tốt để tiến hành công việc là nhập trạch về nhà mới trong cái tháng 3 âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì quý vị biết đấy, cái tháng 3 âm lịch nó khởi từ ngày mùng 9 tháng 4 dương lịch đến ngày mùng 7 tháng 5 dương lịch. Ngày mùng 1 thì nó sẽ là ngày Quý Mão và cái tháng 3 nó là tháng Mậu Thìn. Tháng Mậu Thìn, tháng thiếu chỉ có 29 ngày. Đầu tiên bao giờ cũng vậy, thì để chọn ra những ngày tốt thì quý vị cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Đó, những ngày xấu cần tránh. Và những ngày xấu cần tránh trong cái tháng 3 âm lịch thì bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta có là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 3 thì nó sẽ là ngày Mùi và ngày Xỉu. Ngày Mùi là sát chủ dương và ngày Xỉu là sát chủ âm. Đó là ngày sát chủ. Và ngày Mùi thì chúng ta sẽ có 3 ngày, mùng 5 Đinh Mùi, 17 Kỷ Mùi và ngày 29 là ngày Tân Mùi. Thì đây là những ngày sát chủ quý vị cần phải tránh. Tiếp theo là ngày Xỉu là sát chủ âm thì chúng ta cũng có 2 ngày đúng không ạ? Là ngày 11 Quý Xỉu và ngày 23 là ngày Ất Xỉu. Đó là ngày xấu thứ hai. Tiếp theo, một cái ngày thứ hai mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử trong tháng 3 thì đó là ngày Hợi. Đó, nó là ngày Hợi. Thì chúng ta cũng sẽ có 2 ngày, mùng 9 là Tân Hợi và ngày 21 là ngày Quý Hợi. Tiếp đến, một ngày xấu nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý đó là ngày Dương Công Kỵ. Đấy, ngày Dương Công Kỵ thì nó là ngày mùng 9 nhé, là trùng với ngày Tân Hợi. Tiếp theo là ngày Tam Nương. Tam Nương chúng ta có 6 ngày mà chúng ta cũng cần phải loại bỏ. Đó là ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 23, 27. Mùng 3 là ngày Ất Tỵ này. Mùng 7 là nó là ngày Kỷ Dậu. Ngày 13 thì nó sẽ rơi vào ngày Ất Mão. Ngày 18 là ngày Canh Thân. Ngày 22 là ngày Giáp Tý. Và cuối cùng là ngày 27 là ngày Kỷ Tỵ. Đó, những ngày xấu còn tránh. Tiếp đến một ngày nữa là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ sẽ có 3 ngày là mùng 5, 14, 23. Ngày mùng 5. Mùng 5 thì nó là ngày Đinh Mùi này. Ngày 14 đó là ngày Bính Thìn. Và ngày 23 thì nó là ngày Ất Xỉu. Đó, đó là những ngày xấu. Tiếp đến mà trong cái ngày nhập trạch về nhà mới ấy, thì chúng ta phải kiêng, đấy, xét kỹ cái ngày là ngày có Nguyệt Yểm. Nguyệt Yểm thì nó là ngày Thân, nó là Nguyệt Yểm này. Thứ hai là gì? Ngày Thiên Tặc. Thiên Tặc thì nó là ngày Dần. Đó, ngày Dần có Thiên Tặc. Thiên Tặc là hay xảy ra chuyện là trộm cắp ấy, mất cắp mất trộm đấy. Tiếp đến là ngày Địa Tặc là ngày Hợi. Địa Tặc ngày Hợi thì chúng ngày Thụ Tử rồi, chúng ta lại bỏ. Ngày Vãng Vong là ngày Thân, Vãng Vong này. Đó. Tiếp đến là ngày Trực Kiến thì tháng này tháng Thìn mà. Tháng Mậu Thìn thì Trực Kiến nó tại Thìn. Đó. Trực Phá là ngày Tuất thì ngày Nguyệt Phá chúng ta lại bỏ nhá. Ngày Tuất thì bao gồm có 2 ngày mùng 8 Canh Tuất và 20 là Nhâm Tuất, thì đây là những ngày Trực Phá chúng ta cũng lại bỏ. Tiếp đến là ngày Trực Bình, đó là ngày Mùi, thì trùng ngày gì? Trùng ngày sát chủ rồi, chúng ta bỏ rồi. Chứ thôi là ngày Xỉu cũng trùng với ngày sát chủ âm. Ngày Âm Thác nó là ngày Canh Thân. Canh Thân là Âm Thác là ngày 18, trùng ngày Tam Nương. Lại bị phạm gì? Cái Nguyệt Yểm và Vãng Vong nữa, nên là chúng ta không dùng ngày Thân nhé. Tiếp theo, ngày Dương Thác là ngày Giáp Thìn. Giáp Thìn là ngày mùng 2, thì chúng ta cũng không dùng. Đó. Ngày Thiên Ôn thì nó là ngày Thìn. Ngày Thìn lại có Thiên Ôn. Thiên Ôn là ôn dịch từ thiên nhiên đấy. Dòng trời mang lại nó cũng không tốt. Tiếp theo là ngày Hoang Vu. Ngày Hoang Vu là ngày Xỉu, đúng không? Ngày Hung Nhật là ngày Thân. Đấy, như vậy là ngày Hung Nhật là ngày Thân chúng ta không chọn nhé. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý, đó là ngày Chính Tiền Ân Hỏa thì nó là ngày Dậu.
Ngày Dậu được quý vị cần phải lưu ý nhé. Tiếp đến là ngày Khước Sát. Ngày Khước Sát là một ngày cũng khá là quan trọng đấy. Đó. Một cái ngày nữa mà quý vị cần phải lưu ý đó là ngày Thiên Hỏa. Đó. À, thưa quý vị, đó là những cái ngày xấu mà chúng ta cần phải tránh. Thì những cái ngày xấu này mà khi mà không có cát tinh thì quý vị cũng không nên chọn nhé. Còn nếu mà có cát tinh thì quý vị có thể là lựa chọn được. À, sau đây thì chúng ta sẽ cùng sử dụng cái tài liệu là ngày Tốt Tuần Thư. À, quý vị mở trang 180 nhé. Trang 180 để chúng ta cùng tìm ra những ngày lành tháng tốt, tiến hành công việc nhập trạch cho được thuận lợi, may mắn, bình an. Đó. À, thưa quý vị, ngày tốt đầu tiên để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch đó là ngày Cát Nhật nhập trạch. Ngày Cát Nhật nhập trạch thì bao gồm ngày sau: ngày Giáp Tý, ngày Ất Sửu, đó. Ngày Đinh Sửu, Quý Sửu. Nói chung ngày Sửu thì phạm ngày sát chủ chúng ta dùng nhé. Tiếp đến ngày Dần thì có thiên tặc, đúng. Ngày Dần, ngày Mậu Dần, Nhâm Dần và ngày Bính Dần, Canh Dần. Mậu Dần, Kinh Dần, Nhâm Dần, Bính Dần, Canh Dần. Đó. Thì chúng ta có ngày gì? Có ngày 24 là ngày Bính Dần. 24 Bính Dần là ngày tốt đầu tiên. Đó. À, tiếp theo Bính Dần, Canh Dần, Mậu, Nhâm Dần, đúng không ạ? Ngày Quý Mão. Ngày Quý Mão thì nó là ngày mùng 1. Là Quý Mão. À, tiếp đến ngày Quý Mão này. Ngày Nhâm Thìn, Bính Thìn, Giáp Thìn. Nhâm Thìn, Bính Thìn, Giáp Thìn. Đó, không Mậu Thìn. À, tiếp đến là ngày Đinh Tị, Quý Tị. Ngày Đinh Tị có nhé, ngày 15 Đinh Tị. Đinh Tị. Tiếp theo là ngày gì? Canh Ngọ, Bính Ngọ. Canh Ngọ, Bính Ngọ, Canh Ngọ, tức là ngày mùng 4 và ngày 28. 4 là Bính Ngọ. Và ngày 28 là ngày Canh Ngọ. Tiếp theo là ngày gì? À, Ất Mùi không được rồi. Ngày Ất Dậu không có. Đó. Ngày Nhâm Tuất, ngày Tân Hợi, hai ngày Tốt Hợi thì đều phạm Nguyệt Phá và Tụ Tử chúng ta dùng. Đó. Thì đó là ngày Cát Nhật nhập trạch, thì dựa vào ngày Cát Nhật nhập trạch chúng ta đã chọn được gì? Được 5 ngày tốt rồi. Tiếp theo chúng ta chọn những ngày có Thiên Đức và Nguyệt Đức. Thì Thiên Đức, Nguyệt Đức trong tháng 3 nó đều rơi vào những ngày Nhâm. Ngày Nhâm chúng ta có ngày mùng 10 Nhâm Tý, đúng không ạ? 10 Nhâm Tý. Nhâm Tý là ngày tốt đầu tiên. Đó. Đó. Tiếp theo là gì? À, quý vị có ngày 20 là ngày Nhâm Tuất thì Nhâm Tuất phạm Nguyệt Phá chúng ta không dùng nhé. Tiếp theo là Thiên Đức Hợp là ngày Đinh. Ngày Đinh thì chúng ta có ngày 25 Đinh Mão. 25 Đinh Mão thì quý vị ghi vào đây nhé. Đây này, 25 Đinh Mão này. 25 là Đinh Mão. À, tiếp đến là chúng ta chọn đến một ngày nữa. Chúng ta chọn ngày Hoàng Đạo. Ngày Hoàng Đạo là những ngày Dậu nhé. Ngày Dậu chúng ta ngày 19 Tân Dậu. 19 Tân Dậu. À, tiếp theo, ngày Minh Đường thì nó là ngày Tị. Ngày Tị thì chúng ta chọn ngày 15 rồi. Ngày Thiên Ân là ngày Giáp Tý. Đó. Ngày Thiên Ân này. Thiên Ân chúng ta có ngày gì? Ngày Giáp Tý này. Giáp Tý là ngày 22 phạm ngày Tam Nương. Đó. Ngày Ất Sửu, ngày Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Mão. Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Mão. À, ngày Canh Thìn, ngày Tân Tị, Nhâm Ngọ, Quý Mùi. Nhâm Ngọ, Quý Mùi, đúng không? Ngày Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi, đúng không? Tiếp theo là chúng ta chọn ngày nữa là ngày Mẫu Thương. Ngày Mẫu Thương là gồm ngày Hợi, ngày Tý, ngày Ngọ, ngày Tị. Hợi Tý Ngọ Tị, Hợi Tý Ngọ Tị. Như vậy là chúng ta còn ngày Ngọ, chúng ta còn ngày 16. 16 là ngày Mậu Ngọ. Mậu Ngọ nhé. Đó. À, tiếp đến là ngày Trực Khai là ngày Dần. Ngày Dần Trực Khai thì chúng ta còn ngày 12. Còn ngày 12 nữa. 12 là Giáp Dần. Đây, ghi 12 vào đây nhé. 12 là ngày Giáp Dần nhé. Đó, thì quý vị có thêm ngày 12 Giáp Dần nữa. À, ngày Trực Mãn là ngày Ngọ. Như vậy là ngày Ngọ cũng khá là tốt đấy, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có ngày một ngày tốt nữa, đó là ngày thứ 41 đấy, đó là ngày Nhập Trạch Châu Đường. Thì tháng thiếu thì chúng ta sẽ có những ngày tốt sau này. Ngày mùng 1, mùng 4, mùng 8, mùng 10. Mùng 1 này chúng ta chọn rồi này. Mùng 4 thì chọn rồi này. Mùng 8. Mùng 8 thì Canh Tuất không nhận được này. Mùng 10 chúng ta chọn rồi này. Tiếp theo là gì? Ngày 11, 16, 17. 11 thì không nhận được. 16. 16 chúng ta chọn rồi này. 17 chọn rồi này. 17 không được này. Ngày 20. 20 không được này. À, 24.
24 chọn rồi. 26 29. 26 là ngày Mậu Thìn nhá. 26 là ngày Mậu Thìn. Đây. Có ngày 26 nữa. Ngày 26 là ngày Mậu Thìn. Đó. À, như vậy là chúng ta sẽ có khá nhiều ngày tốt để tiến hành công việc nhập trạch trong cái tháng trong tháng 3 này đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta đếm số bao nhiêu ngày nhá? 1 2 3 4 5 6 đúng không ạ? 7 này. 7 ngày này. 8 này. 9 này, 10 này. Có 11 đúng không ạ? Như vậy trong tháng này chúng ta có 11 ngày tốt nhập trạch. 11 ngày tốt để tiến hành công việc nhập trạch trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024. Đó. À, thì quý vị có thể là gì? Chép lại nhé. Tử Thông đứng ra ngoài một chút cho quý vị chép lại, chụp lại. Chép lại, chụp lại những ngày tốt này. Để quý vị chọn ra cho mình những ngày lành tháng tốt phù hợp nhất để tiến hành mọi việc cho được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Và trong cái tháng 3 âm lịch chúng ta sẽ có 11 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch, bao gồm những ngày sau. Ngày tốt đầu tiên là ngày 24 là ngày Bính Dần. Ngày tốt thứ hai là ngày mùng 1 là ngày Quý Mão. Ngày tốt thứ ba là ngày 15 ngày Đinh Tị. Ngày tốt thứ tư là ngày mùng 4 ngày Bính Ngọ. Ngày tốt thứ năm là ngày 28 ngày Cái Ngọ. Ngày tốt thứ sáu là ngày mùng 10 là ngày Nhâm Tý. Ngày tốt thứ bảy là ngày 19 ngày Tân Dậu. Ngày tốt thứ tám là ngày 16 là ngày Mậu Ngọ. Ngày tốt thứ chín là ngày 26 là ngày Mậu Thìn. Ngày tốt thứ 10 là ngày 25 là ngày Đinh Mão. Ngày tốt thứ 11 là ngày 12 là ngày Giáp Dần. Đó. Đó là 11 ngày tốt để tiến hành cái công việc nhập trạch về nhà mới ấy, cho được thuận lợi, may mắn và bình an. Sau khi lựa chọn xong ngày tốt ấy, thì quý vị hãy mở trang 127 để chọn ra cho mình những cái giờ tốt nhất để quý vị tiến hành chủ động hơn cho mọi việc cho được thuận lợi và may mắn. Đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.